Tội nặng thứ hai chính là bất kính tam bảo. Nếu có chúng sanh làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo, chẳng kính tôn kinh, cũng sẽ phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn vạn ức kiếp, không bao giờ mong ra khỏi được. Chứ gì nên ghi nhớ, thời gian ấy rất dài, thiên vạn ức kiếp. Tạo tội nghiệp nói thật ra là vô cùng dễ dàng. Thời gian tạo tội nghiệp vô cùng ngắn ngủi, nhưng trong tương lai thọ khổ báo sẽ dễ sợ vô cùng. Địa Tạng Bồ Tát rát lòng mỏi miệng nói chân tướng sự thật ra cho chúng ta biết, mấy ai tin nổi? Một số người đọc kinh này cứ tưởng là gì? Tưởng đây là Phật giáo khuyên người hướng thiện, nói những lời này để dọa người, khuyên người đừng làm chuyện xấu. Chẳng nghĩ là có thật như vậy, chẳng cho rằng đây là chuyện thật. Là như trong kinh này nói, chúng sanh ương ngạnh khó dạy, cứ cho là mình đúng, đâu biết rằng đây là chân tướng sự thật. Xuất Phật thân quyết, công án này từ Đề Bà Đạt Đa mà ra. Lúc Phật còn tại thế, Phật đã nêu nhiều gương tốt cho chúng ta, người học Phật đời sau noi theo. Chúng ta phải ghi nhớ, phải học tập. Đề Bà Đạt Đa là học trò của Phật, phản bội sư đạo. Tương lai chư vị tự mình làm pháp sư cũng sẽ có học trò. Khi học trò phản bội chư vị, có gì là tài giỏi đâu? Học trò của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã phản bội Ngài rồi mà. Đây là thị hiện cho chúng ta xem. Trong số học sinh có học sinh ngoan nghe lời, có học sinh chẳng ngoan phản bội thầy giáo. Phật làm gương ra để cho chúng ta xem. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Học sinh tốt, chúng ta phải lo lắng cho họ. Học sinh phản nghịch, tuyệt đối chẳng trách mắng họ. Tuyệt đối chẳng thể có tơ hào oán hận trong tâm. Họ phản nghịch mình, hủy bán mình, thậm chí còn hãm hại mình, cũng đừng ghi nhớ trong lòng, coi như chẳng có chuyện gì. Ai cũng có nhân duyên riêng của người ấy. Vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh, bình đẳng từ bi, như vậy mới gọi là học Phật. Còn dùng tâm niệm gì, thái độ gì đối xử với Đề Bà Đạt Đa, chúng ta phải học theo. Nhất định không được oán hận trong lòng, đó là sai lầm. Vậy thì bạn là phàm phu, vậy thì bạn chẳng bình đẳng rồi, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh oán hay thân gì cũng bình đẳng. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, lúc đó dùng những phương pháp như sau. Biết Đức Phật mỗi ngày vào thành Xá Vệ khất thực, trên đường phải đi qua một vách núi. Phật đi phía dưới chân núi, Đề Bà Đạt Đa liền ở phía trên vách núi chuẩn bị đa lưng. Khi Đức Phật đi ngang qua, ông đẩy đá xuống để mưu hại Phật. Khởi ác tâm này làm chuyện này, phước báo của Phật rất lớn, chẳng ai có thể hại nổi. Phật có thần Kim Cang hộ pháp. Khi đá bị đẩy xuống, thần Kim Cang lấy chùy giáng ma đánh tan hòn đá. Đánh tan xong, mảnh nhỏ văng trúng chân Phật chạy mau. Xuất Phật thân quyết, đây là cố ý hại Phật.
ông ta xúi dục Dương Tử A Xà Thế, dùng cách nói hiện nay là khuyên Dương Tử xóa ngôi, hại vua cha, đẩy lên làm vua. Đề Bà Đạt Đa muốn hại chết Đức Phật để ông ta làm Phật. Họ thương lượng với nhau, ông thì làm vua mới, còn tôi thì làm Phật mới. Chúng ta cùng nhau giáo hóa chúng sanh, thống lý đại chúng, tạo tác tội nghiệp này. Đề Bà Đạt Đa nhiều đời phải đọa lạc vào địa ngục. Đây chính là không khinh tam bảo. Lấy thí dụ này để nói, dụng ý rất sâu, vậy cho chúng ta, để với những người cố ý hoặc vô ý hại mình, đều phải học theo Phật, vẫn phải từ bi thương xót, chẳng có một chút oán hận gì. Được vậy thì chúng ta mới đạt được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Hủy bán tam bảo, tam bảo là Phật Pháp Tăng, địa chuyện, kiếm chuyện, hủy bán, chẳng kính tôn kinh. Đây là kinh điển, đặc biệt nêu ra pháp bảo này. Chẳng tôn kính, chẳng quan trọng kinh điển. Tại sao hiện nay chúng ta in kinh phải in thật đẹp? Bất luận là trên sự ấn loát, giấy hay bao bìa, đều vô cùng đẹp đẽ. Đây là tôn kính pháp bảo, làm cho hết thảy chúng sanh nhìn thấy cuốn sách này bèn sanh tâm quý tiếc, chẳng đến nỗi làm hư làm rách. Nếu rất bình thường in rất xấu tệ, mọi người nhìn thấy chẳng sanh tâm tôn kính, thường tùy tiện bỏ bừa bãi, chà đạp kinh điển. Đó không phải là chúng ta dạy cho mọi người tạo tác ác nghiệp hay sao? Tạo ra cơ hội cho họ, đây là sai lầm. Thế nên phải in cho đẹp, hoàn mỹ, đừng để cho người ta có cơ hội tạo tội nghiệp. Tâm này chính là tâm từ bi. Đây là nói gì? Chẳng kính tam bảo, chẳng biết tôn sư trọng đạo, làm vậy phải đọa địa ngục. Đặc biệt là thời đại bây giờ, người biết báo ân đã quá ít rồi. Chúng ta phải đề xướng, đề xướng nhất định phải làm ra gương mẫu cho mọi người nhìn thấy. Chỉ lấy miệng nói thì không được, chẳng có sức quyến hóa. Tôi báo ơn thầy giáo, tôi xây thư viện ở Đại Lục, quê hương Phương Đông Mỹ Tiên Sinh ở huyện Đồng Thành, tỉnh An Huy. Tôi xây một thư viện Đông Mỹ Tiên Sinh ở Đồng Thành để kỷ niệm thầy. Tôi thành lập một thư viện Hoa Tạng ở quê tôi để kỷ niệm Hàng Quán Trưởng. Tương lai nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ xây một thư viện Hoa Tạng ở quê của Hàng Quán Trưởng. Tôi trú ở thư viện Từ Quang do thầy Lý xây dựng hết 10 năm. Hiện nay đang liên lạc với người ở Tế Nam, Sơn Đông để xây một thư viện Từ Quang. Phải làm thật sự, không làm không được. Có một vị đồng tu hỏi, vậy chuyên gia đại sư thì sao? Đúng, mọi người đều nghĩ đến, tôi sẽ xây một thư viện chuyên gia đại sư. Tôi nghĩ đến phải xây ở đâu? Đại học Nội Mông Cổ. Xây một chuyên gia đại sư đồ thư quán ở Đại học Nội Mông Cổ, tôi nhất định sẽ làm được. Phải dùng hành động cụ thể để thức tỉnh mọi người, phải tri ân báo ân. Nếu mỗi người đều có tâm báo ân, xã hội của chúng ta sẽ tường hòa, có lợi ích rất lớn đối với xã hội quốc gia, công đức lợi ích chân chánh. Nếu không tri ân, dông ân phụ nghĩa, thì xã hội này sẽ thành ra như thế nào? Dễ sợ vô cùng. Nhất định phải làm từ chính bản thân mình, đây mới là hoằng pháp lợi sanh. Như vậy mới gọi là chân chánh học Phật.
Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.